Xem xong hết video này tôi đã khóc vì quá cảm động. Mỗi khi đi ngang qua con hẻm nhỏ đều sẽ luôn nhìn thấy một chú chó. Theo lời kể của người dân xung quanh, chú chó đã ở đây được 3 năm rồi và chưa từng rời khỏi con đường này bao giờ. Đến mức dần dần chú chó đã trở thành một phần trong bản đồ. Mỗi ngày chú chó đều sẽ xuất hiện ở đầu ngõ, chắc là nó đang đợi chủ của mình quay về nhà. Mọi người đi theo chú chó và tìm đến được một căn nhà. Nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Trong căn nhà lạnh lẽo không hề có bất cứ một hơi ấm nào. Mọi người tìm được trên tủ có quần áo của chú chó. Hóa ra nơi đây chính là nhà của chú chó. Lúc này, một người phụ nữ đi đến ngôi nhà. Chú chó vui vẻ chạy ra nghênh đón. Hóa ra chú chó vẫn luôn sống chung với người bà của mình. Nhưng không biết vì sao người bà lại rời đi nên chú chó vẫn luôn ở nhà đợi bà về. Cư dân ở gần đó cho biết trước đây chú chó là một chú chó hoang. Sau đó người bà đã đưa nó về nhà và nuôi nấng chú chó như một đứa trẻ. Họ chăm sóc lẫn nhau, trân trọng lẫn nhau. Sự ra đi đột ngột của người bà khiến chú chó chẳng thể hiểu được. Điều mỗi ngày nó có thể làm đó là chờ đợi. Mọi người tìm được số điện thoại cô con gái của bà. Hóa ra người bà đã bị bệnh nên đã nhập viện chữa trị, có khả năng là không bao giờ có thể về nhà được nữa. Chú chó mỗi ngày đều co ro trong chiếc chăn của người bà. Nó dán chặt người vào tấm chăn để cảm nhận tình thương và hơi ấm của bà. Nó vẫn luôn tin rằng bà sẽ quay về nên ngày nào nó cũng chờ đợi bà đầu ngõ. Người dân xung quanh rất thường xuyên đến thăm nó. Mọi người muốn nói cho nó biết sự thật nhưng đứa bé đáng thương này lại không nghe hiểu được. Theo như lời của người phụ nữ nói, thì chú chó trước đây có 2 đứa con. Sau khi bà rời đi thì 2 đứa con của nó cũng đi lạc theo. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chú chó đều sẽ khóc một mình trong nhà. Thứ để lại cho nó chỉ là sự nhớ nhung vô bờ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Một người tốt bụng đã quyết định nhận nuôi nó. Mọi người ai nấy đều đến để chào tạm biệt nó. Thấy đứa trẻ này tìm được ngôi nhà mới, mọi người vui đến nỗi khóc nức cả lên. Đứa bé người mọc lông đáng thương ơi, con nhất định phải sống thật vui vẻ đấy nhé. Mọi người ai cũng yêu con rất nhiều. Các bạn hãy bấm like cho chú chó đáng thương này nhé. Trong bụi cỏ, một chú chó husky bất ngờ lao ra, cắn vào mông của con dê. Nó thậm chí còn có sở thích rất quái đản là giả làm cá sấu trong ao cá, khiến ông chủ giật bắn cả mình. Ông ấy còn dọa sẽ đem xử nó luôn. Chú chó này tên là Lục Đậu, nó là chú chó của ông chủ ao cá. Những vị khách câu cá thường gọi nó là nhị thiếu gia. Lúc này, Lục Đậu đột ngột tăng tốc chạy về phía bờ ao. Thì ra, ở phía trước có người câu được một con cá lớn. Đó là lý do mà Lục Đậu chạy tới, nó rất nhanh lao tới cắn lấy cá và rồi sau đó chuồn mất, giống như kẻ cướp vậy. Trong khi đó, anh thanh niên vẫn đuổi theo nó ở phía sau. Phải năn nỉ mãi mới có thể lấy lại được con cá. Nhưng Lục Đậu lại không cam tâm, vì vậy nó lại đuổi theo anh ấy. Chàng trai trẻ vừa mới để cá vào thùng, chớp mắt cá đã bị Lục Đậu cắn mất. Ăn không được cá, Lục Đậu thậm chí sẽ ăn luôn mồi câu của khách. Và rồi nó nhận ra mùi cá hình như còn thơm ngon hơn. Vì vậy, du khách chỉ còn cách là bịt chặt hộp mồi, họ thật sự sợ rằng cá chẳng câu được mà mồi cũng bị ăn sạch rồi. Cuối cùng chủ cũng xuất hiện, định có biện pháp với Lục Đậu nhưng lại để nó chạy mất. Bà ấy nói Lục Đậu về nhà đi, đừng làm phiền khách câu cá nữa. Nhưng Lục Đậu vẫn tỏ ra bướng bỉnh, không nghe lời bà chủ. Lợi dụng lúc chủ không để ý, nó như con ngựa hoang chạy ào ra ngoài. Thì ra, mục tiêu lần này của nó là đàn dê của làng kế bên. Có vẻ sắp có trò hay rồi đây. Nó ẩn nấp trong bụi cỏ, đột ngột cắn một phát vào mông con dê. Hành động của nó khiến con dê đen rất tức giận, nhưng cũng chẳng làm gì được nó. Chủ nhà rất nhanh chóng đã chạy ra để ngăn cản Lục Đậu. Người Lục Đậu sợ nhất chính là bà ấy. Vì vậy, rất nhanh nó đã nằm xuống, trưng ra vẻ mặt đáng thương. Lần này khó tránh khỏi một trận đòn roi. Lục Đậu gặm cỏ, làm bộ như thể nó là chú cừu non thơ ngây. Chủ nhà nói nó đã làm khách bỏ chạy hết rồi, sau đó lại nắm lấy tai Lục Đậu kéo về, khiến Lục Đậu la ó đau đớn, cố gắng vùng vẫy để thoát. Dù bố mẹ Lục Đậu còn sống, nhưng nó năm nay đã 10 tuổi rồi, có thể được xem là quá trưởng thành rồi. Nhưng Lục Đậu dường như có chút khoảng cách với bố mẹ của nó. Bố mẹ của nó thậm chí còn không nhận nó là con. Thậm chí là mỗi khi nó trở về nhà, thì liền sẽ xảy ra cãi vã. Có vẻ như quan hệ của họ đã thực sự rạn nứt rồi. Lục Đậu thích quấy rối khách câu cá, thường xuyên đánh cắp cá của họ. Từ khi chủ nhà thuê ao cá, nó trở thành ông vua nhỏ. Để tiêu hao năng lượng của Lục Đậu, chủ nhà cho nó làm nhiệm vụ kéo xe chở khách và dụng cụ câu cá. Như vậy vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, Lục Đậu còn kiếm được tiền bo. Lục Đậu thực sự có năng khiếu kéo xe, nó nhận được rất nhiều lời khen từ khách câu cá, đồng thời cũng giảm được gánh nặng cho chủ. Bà chủ vui mừng khi thấy nó đã thay đổi tích cực hơn, hy vọng điều này sẽ duy trì lâu dài. Một con chó có thể trung thành tới mức nào? Nhìn con chó ở trên màn hình, người đàn ông lớn tuổi này bật khóc. Ông không ngờ được rằng, sau trận hỏa hoạn, con chó ở với mình 10 năm vẫn còn sống. Hơn nữa, nó còn đợi trước căn nhà đã thành đống đá vụn chờ ông về. Khi đội cứu hộ cứu nó về, bác sĩ thú y đã cho nó nước và thức ăn, nhưng chú chó đã đói 2 ngày liền lại từ chối. Lẽ nào nó cho rằng người chủ đã mất rồi, nó cũng chẳng muốn sống một mình nữa. Chú chó tên là Oscar.
chuyện về chú chó Hachiko lại xảy ra với nó. Oscar từ nhỏ đã được hai người già nhận nuôi, tới nay nó cũng đã theo họ lâu lắm rồi. Như nào ai ngờ được, người bà đã mất không lâu trước kia, mấy tháng sau, nhà cũng bị cháy thành than, người ông cũng đã biến mất ở trong thế giới của nó. Nhưng dù nhà có thành một đống đổ nát, Oscar vẫn canh giữ ở nơi từng là nhà này. Ban ngày nó sẽ đi dạo ở con phố gần đó bởi vì ở đây toàn là những ký ức về nó và người chủ. Nhìn lên con phố thân quen vô số lần, cũng đi vô số lần, nhưng lại chẳng thấy ông đâu, trông nó rất đáng thương. Oscar mong chờ đi về nhà, mong chờ người chủ sẽ gọi nó vào ăn cơm như mọi ngày, nhưng lần nào cũng chỉ có sự im lặng. Có lẽ nó cho rằng người chủ đã bị vùi trong đống phế tích, Oscar liều mình tìm kiếm mùi của người chủ, nhưng lần nào cũng thất bại. Bất lực, nó gọi người chủ, mỗi một tiếng kêu đều tượng trưng cho nỗi nhớ của nó với người chủ. Cứ như vậy, nó chờ từ sáng tới tối, tiếng kêu ra giết là cách giải tỏa duy nhất của nó. Trong tiếng kêu thê lương ấy là nỗi nhớ và lời cầu nguyện. Nếu thấy thương cho chú chó, xin hãy bình luận nhé. Chuyện về chú chó đã khiến người dân gần đó cảm động. Do chân nó bị bỏng, lúc nào cũng có nguy cơ bị viêm, đội cứu hộ quyết định hành động. Nhưng khi có người tới gần nhà, Oscar lập tức sủa lên, đe dọa họ. Bản năng trông coi nhà đã khắc sâu vào xương của nó không cho phép bất cứ ai tới gần nhà của mình, dù cho nơi ấy đã chẳng còn là nhà nữa. Tổ chương trình đã nghe ngóng và phỏng vấn khắp nơi, cuối cùng tìm ra được tung tích của người ông. Hóa ra vì trận hỏa hoạn này, cả người ông bị thương nặng, luôn ở bệnh viện để chữa trị. Sau cùng, các nhân viên công tác mở máy tính ra. Khi nhìn thấy Oscar của mình, ông chợt khóc lớn. Ông không ngờ rằng Oscar còn sống mà còn đợi ông về nhà ở đống phế tích kia. Thấy chú chó của mình bị bỏng, ông cũng khóc rất đau lòng. Ông không biết hai tháng này, Oscar ăn gì để no bụng. Ông nghẹn ngào nói, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không để nó đi lang thang. Nhìn con chó đang canh giữ nhà, ông rất áy náy, khóc một hồi lâu mới thôi. Vì để việc cứu hộ diễn ra thuận lợi, ông đã phối hợp với nhân viên cứu hộ quay một clip. Sau đó, nhân viên đã quay lại hiện trường cứu hộ. Trước hết, vài người dựng một cái lồng sắt, sau đó lại đi tìm quần áo đồ vật của người ông trong đống phế tích, đặt nó vào trong lồng. Mở máy tính lên phát liên tiếp đoạn clip đã quay trước đó, hy vọng dùng cách này có thể dụ được nó đi vào. Mấy tiếng sau, Oscar về rồi. Nó khập khễnh đi tới cửa, nghe được tiếng người chủ, nó đứng sững tại chỗ, thậm chí còn chẳng dám tin vào tai mình. Do dự một lúc, nó đi theo âm thanh và mùi hương đi vào trong lồng. Tiếng sập cửa báo hiệu cứu hộ thành công, nhưng Oscar không biết bị dọa sợ. Khi được nhân viên cứu hộ giải thích, Oscar nhanh chóng bình tĩnh lại. Đội cứu hộ lập tức đưa nó tới bệnh viện thú y để chữa trị. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết mức độ bỏng của nó không nghiêm trọng, chỉ cần xử lý xong sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng vấn đề tiếp theo lại khiến các bác sĩ bó tay bất lực. Có lẽ do quá nhớ người chủ, dẫu có nhìn thức ăn ngon, nó cũng không ăn được, hai ngày liền không ăn không uống. Bác sĩ cho biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không sống được lâu. Hết cách, nhân viên cứu hộ lại liên lạc với người chủ. Thấy Oscar không ăn uống gì, người chủ lại rơi lệ. Ông tự trách bản thân vì bản thân bây giờ chưa thể chăm sóc Oscar được. Theo ý kiến của phóng viên, người chủ sẽ quay một đoạn video để Oscar ăn cơm và sẽ mang cả đồ của ông về. Hy vọng có thể khiến chú chó hiểu được rằng chủ nó còn sống. Oscar ngửi được mùi của người chủ, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Nó cố gắng lê mình trên thảm nhưng không dám tin vào mùi hương mình vừa ngửi. Sau đó, phóng viên mở video ra. Khi nghe được tiếng nói thân quen của người chủ, Oscar nhìn chăm chú vào video, đôi tay còn không ngừng run rẩy, đôi mắt hướng về màn hình. Nó nhiều lần xác nhận giọng nói của người chủ. Sau cùng, kỳ tích cũng đã xảy ra, nó bắt đầu ăn cơm rồi. Chưa đầy một phút, bát cơm đã sạch bóng. Dường như lúc này, một tia hy vọng lại cháy bùng lên trong nó. Một tháng sau, người chủ xuất viện. Để chào mừng Oscar về nhà, người ông còn cố ý làm cho nó một ngôi nhà mới. Ông bồi hồi, xúc động, lòng có hơi lo lắng Oscar không nhận ra mình. Nhưng khi Oscar thấy ông, nó kích động giật lấy dây, nhanh chóng chạy về phía ông. Cảm giác hạnh phúc lại trào dâng trong nó, sự buồn khổ vì thương nhớ lâu ngày nay đã chẳng còn nữa. Người ông ôm lấy Oscar cũng đã khóc thành tiếng. Có lẽ họ cũng sẽ chẳng ngờ có một ngày còn có thể tiếp tục duyên phận 10 năm trước. Oscar vui sướng vẫy vẫy đuôi. Vì để bù đắp thiếu sót cho Oscar, ông đã mua hộp thịt lợn ngon nhất cho nó. Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất, tốt nhất của nó trong mấy tháng qua. Chó không chê chủ nghèo. Một bát cơm thừa cũng có thể giành được lòng trung thành của nó. Nửa năm sau, căn nhà được trợ cấp đã xây xong. Oscar và người chủ chuyển vào nhà mới. Nhưng tôi nghĩ đối với Oscar, nơi nào có ông, nơi ấy chính là nhà. Nó là một phần trong cuộc đời của ông, còn ông lại là cả thế giới của nó. Nhìn kỹ mà xem, chủ quầy rau này hóa ra lại là một con chó biết rõ giá từng loại rau. Chị gái muốn mua dưa chuột, Mickey ra hiệu cho chị gái tự lấy đi. Chị gái vừa nhìn Mickey vừa cẩn thận nhặt dưa chuột, sau đó bỏ tiền vào hộp. Mickey nhìn thấy số tiền đã chính xác mới chấp nhận. Giao dịch hoàn tất trong sự vui vẻ. Hai bác gái bên cạnh vì muốn thử nó cố tình bỏ tờ 100 vào để mua rau. Mickey quay đầu ra hiệu cho bọn họ bỏ tiền vào hộp rồi tự lấy lại tiền thừa. Sau đó,
Nó luôn quan sát kỹ cả quá trình, không lừa được nó đâu. Tuy nhiên, người đàn ông ở bên nhìn thấy Mickey chỉ là một con chó nên muốn lấy đồ mà không thèm trả tiền. Sau khi Mickey phát hiện ra, lập tức sủa người đàn ông bảo anh ta mau trả tiền hoặc là để giao lại. Mọi người xung quanh đều cảm thấy thật kỳ diệu, nhưng chủ quán bên cạnh lại nói điều này không có gì lạ. Tôi biết con chó này đã nhiều năm, nó vô cùng thông minh. Lúc này, bà chủ ăn chưa xong quay về, nhìn thấy những tờ tiền trong hộp, thưởng cho Mickey một cái xoa đầu, sau đó thuận lợi hoàn thành bàn giao công việc. Nhưng Mickey không nghỉ ngơi mà ngay lập tức đi đến công việc tiếp theo. Ông chú thấy Mickey tới, nhiệt tình chào đón nó. Thì ra ông chú này với bà chủ là vợ chồng. Ông chú không có ô che nắng nên đã đeo kính râm cho Mickey. Mickey lại bắt đầu một nhiệm vụ canh gác mới để ông chú yên tâm đi ăn trưa. Những người buôn bán xung quanh quyến rũ nó bằng đủ loại đồ ăn, nhưng Mickey vẫn bất động, không rời vị trí. Một con chó làm việc nghiêm túc, có thể chịu được cám dỗ. Sau khi đóng cửa hàng, Mickey lại thuần thục nhảy lên xe của ông chú, rồi đeo kính râm và mũ bảo hiểm đặc biệt để đi theo chủ nhân giao hàng. Mickey vững vàng đứng ở phía trước, dáng vẻ vững chãi như một con chó già. Đột nhiên ông chú dừng lại nói nó chắn mất tầm nhìn của ông ấy rồi. Mickey lập tức hiểu chuyện cúi đầu xuống. Sau khi đến nơi, ông chú dặn nó trông xe để ông ấy có thể đi giao hàng. Mickey liền lập tức sốc lại tinh thần. Mặc dù đẹp trai đấy, nhưng vẫn hơi mệt. Nó mỏi chân nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Ông chú trở về thấy Mickey vẫn giữ nguyên vị trí, vui mừng đưa nó trở về nhà. Xe vừa về đến nhà, Mickey vội vã chạy xuống trước. Thì ra trong nhà có một con chó con 2 tháng tuổi đang chờ nó. Đó là lý do tại sao nó phải làm việc chăm chỉ, tất cả đều là vì con. Ông chú đưa chúng ra bờ biển để chúng chơi đùa. Mặc dù cuộc sống đầy khó khăn, nhưng nhìn thấy đứa con phát triển khỏe mạnh, Mickey cũng sẽ mỉm cười đối mặt mỗi ngày.